Rồi bonsai Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây dúi thành phẩm luôn nha. Dúi thành phẩm luôn. Cây này chi cành nó già hết rồi nha. Dây rồi cũng tháo rồi. Đó. Cây cũng khá là quái, đế rễ nơm. Mình có chèn hai cục đá vô. Đây, một cục đá đây. Cũng khá là đẹp, đá này cái vân cũng khá là đẹp nha. Đây. Vần nó giống như những cái đám mây vậy. Vần như những cái đám mây luôn nha. Đế rễ nơm cây quái đang nằm chậu men xanh. Rồi cây này có mã số là 535. Có cái hòn ở dưới đây này. Hòn lớn ở dưới đây này. Bộ luôn nha. Là 47, còn cái hòn ngay chỗ đây là 28. Hòn đây là 28, cây cao từ mặt chậu lên đây là 45. Đang nằm cái chậu men 35 nhân cho 22 lọt lòng. Cây này mình xin giao lưu luôn chậu 2500k bao ship luôn nha. 2500k bao ship cây thành phẩm rồi. Cây dúi hay còn gọi là hòn anh mọc nha. Tên khá là đẹp. Hòn anh mọc. Tên khá là VIP. Cục đá này vân khá là đẹp luôn nha. Như những tầng mây vậy. 2500k bao ship luôn chậu. Rồi giờ xin qua cây này luôn nha. Rồi bonsai Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây nguyệt quế form thiên nhiên. Lũ thép luôn nha. Cây đế rễ nơm liền cốt bắt cầu luôn. Ở bên này nó bắt cầu qua bên này nó liền cốt luôn nha. Đó, đế rễ nơm luôn. Rồi cây này có mã số là 536. Có tổng hoành là 68. Cây cao là 60, đang nằm cái chậu nuôi. Cái chậu này cũng chậu xi măng đúc nha. Nhưng mà mình giao lưu không chậu, nhưng mà nó đang nằm cái chậu là 52 nhân cho 37 lọt lòng. Mình giao lưu không chậu nha. Tại vì cái chậu này nó đi là nó sẽ bể thôi. Mình giao lưu không chậu là 1900k bao ship luôn nha. 1900k bao ship. Cây này cũng rất là xiên ho nha. Nói chung là càng nắng thì ho nó càng nhiều thôi. Này, cái này nó cũng đang ra búp ho nè. Về mình định hình lại nữa cũng rất là ok luôn. Lũ của nguyệt quế thì nó cũng rất là chắc nha. Rất là bền. 1900k bao ship không chậu. Còn nếu mà mình muốn lấy luôn cái chậu này á thì cũng ok thôi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng. Nhưng mà cái chi phí nó sẽ phát sinh nha. Đó, thì cái đó là mình đôi bên mình sẽ thỏa thuận sau. Nếu ok thì mình giao lưu, còn không thì mình cũng tham khảo. Chậu này thì cũng còn ấy. Nhưng mà nếu mà mình muốn lấy cái chậu luôn thì cái mức nó sẽ khác hơn. 1900k bao ship không chậu. Là một cây nguyệt quế rừng. Lá nhỏ. Hò rất là thơm luôn nha. Đế rễ nơm. Rồi giờ vườn xin qua cây này luôn. Rồi bonsai Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây kim sa tùng thành phẩm nha. Form thiên nhiên. Cây khá là đẹp. Rất là già luôn. Thành phẩm rồi. Rồi cây này có mã số là 537. Có hoành gốc ngay chỗ đây là 34. Ở ngay chỗ cái eo đây là 27. Cây cao là 45. Đang nằm cái chậu. Chậu này cũng là dạng giống như chậu tàu vậy cả nha.
chậu tàu. Đường kính lọt lòng là 22, chậu lục giác. Cái chậu có chiều cao là 26, chậu có chiều cao là 26. Cây này mình xin giao lưu là 3.500k bao ship luôn chậu nha. Cây thành phẩm rồi. 3.500k bao ship luôn chậu. Là một cây kim sa tùng thành phẩm. Kim sa tùng là một cây dòng lá kim cho bonsai rất là tuyệt vời. Cái lá nó có mùi thơm tinh dầu nha, rất là đẹp. Ho nó thì li ti cũng khá là hay. Nhưng cái lá của nó mới mà mình bớt một lá mới mà mình dò mình hít, nó có cái mùi tinh dầu rất là hay luôn. Nhưng mà kim sa tùng là một dòng cũng rất là khó khi mà ươm phôi nha. Còn khi mà nó sống khỏe, nó thuần chậu rồi thì nó cũng ok. Dòng này thì bây giờ Việt Nam mình cũng rất là thịnh. Và trước đây nó rất là khó. Bây giờ là anh em có nhiều cái kỹ thuật hơn rồi, cho nên là cái tỷ lệ sống nó cũng rất là cao. Trước đây có nhiều anh em là phá sản luôn á. Mấy năm rồi, yeah. 3.500k bao ship là một cây kim sa tùng form thiên nhiên thành phẩm luôn chậu nha cả nhà. Rồi thì sau này mình có nhờ mấy đứa em nó phụ quay cho mình á, cho Sơn á, thì nhà mình cũng ủng hộ luôn nha. Chung là một mình thì không thể làm được bao hết việc được, nên là rất mong nhà mình nhiệt tình ủng hộ luôn. Chung thì mình hợp ý hợp quý thì mình ủng hộ thôi, không thì cũng xem tham khảo vui vẻ. Cây này khá là duyên luôn nha, 3.500k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi bonsai Kim Sơn thân mày, mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây kim sa tùng form thiên nhiên. Cây này cũng sắp thành phẩm rồi nha. Nói chung là cũng 90% chặng đường rồi. Cây này về mình cho nó cái chậu mới nữa là ok luôn. Rồi cây này có mã số là 539. Có cái hòn gốc đây là 20, cây cao là 55. Đang nằm cái chậu nuôi, chậu nhựa nuôi cũng hư rồi. Có đường kính lọt lòng là 21. Cây này mình xin giao lưu là 1.700k bao ship luôn nha. 1.700k bao ship. Là một cây kim sa tùng form thiên nhiên. 90% chặng đường rồi nha. Kim sa tùng thì mình làm form thiên nhiên là tuyệt vời rồi. Một ngàn bảy trăm k bao ship. Rồi giờ xin qua cây này luôn nha. Rồi bonsai Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sam núi bông thành phẩm nha. Đang bung lọc, cây thành phẩm rồi. Ở dưới đây nó có cái củ lũa đây, lũa này. Rồi cây này có mã số là 540. Cây này có cái hoành thân thì cỡ tầm bằng cái ngón cái của Sơn thôi. Hoặc là mình sẽ so sánh bằng cái cây bút xó đây nè. Đó. Bút xó này nó có hai chiều nha. Nè, chiều dẹt. Đó. Rồi, cây này có chiều cao là 55. Chiều cao từ mặt chậu lên trên ngọn là 55. Đang nằm cái chậu men. Men này cũng khá là ok, khá đẹp. Đường kính lọt lòng là 34 nhân cho 24 nha. Cây này mình xin giao lưu là 1.700k bao ship luôn chậu luôn.
1700k bao ship luôn chậu. Là một cây sam núi bông thành phẩm. Ở đây nó có cục lũa đây nha. Lũa này là lũa thép rồi. Chậu cũng khá là đẹp. Một ngàn bảy trăm k bao ship luôn chậu. Rồi giờ xin qua cây này luôn nha. Rồi bonsai Kim Sơn thân mày mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị lũa quách âm thân thành phẩm rồi nha. Cây rất là già, lũa nè, lũa quách luôn nha, rất là đẹp. Ở trên này nó là những cái rừng đó, nó là những cái thân rừng. Cây này có mã số là 541, có cái hoành gốc là 60, cây cao là 55, đang nằm cái chậu 41 nhân cho 30 lọt lòng. Cái này mình xin giao lưu luôn chậu là 2200k bao ship luôn nha. Luôn chậu luôn. 2200k bao ship luôn chậu. Là một cây cẩm thị lũa quách âm thân. Cây đang bung lọc luôn nha. Cây đang bung lọc. Cây khá là đẹp. Hai ngàn hai trăm k bao ship. Cái này về là mình để mình trưng bày luôn, đắp rêu lên nữa là ok luôn nha. Trước cây thành phẩm rồi. Thì mình trong quá trình mình càng nuôi á, thì cái mấy cái chi này nè nó càng đen. Đó mà nè, ha, bắt đầu nó đen dần nè, nó đen dần lên. Đó, thì nó sẽ càng đẹp hơn. Rồi giờ vâng xin qua cây này luôn nha. Rồi bonsai Kim Sơn thân mày mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sam ngọc thành phẩm. Cây đang mang trái luôn nha. Nè trái nè. Nói chung sam ngọc này nó cũng rất là dễ ra hoa ra trái nha. Cây này thì nó lá nó cũng già rồi. Về mình tuốt hết cái lá già này đi để mình đón lọc non mình chơi Tết luôn. Cây có dáng huyền nha. Dáng huyền ôm chậu. Tại vì nếu mà có dáng huyền mà nó bung ra đây á là dáng huyền bình thường. Còn dáng huyền mà nó ôm sát chậu đây là kêu là cây đổ ôm chậu á cả nhà. Đó. Rồi cây này có mã số là 542, có cái hoành thân ngay chỗ đây là 21. Cây cao là 25. À, chiều rộng tán ngay từ đây mà ra đây là 30. Đang nằm cái chậu nuôi xi măng là 21. Mình giao lưu không chậu nha. Còn mình thích gửi chậu thì Sơn gửi chậu luôn cũng được, không sao. Rồi cây này mình xin giao lưu là 1500k bao ship luôn nha. Là một cây sam ngọc thành phẩm. 1500k bao ship. Form thiên nhiên. Cây đổ ôm chậu luôn. Lũ. Một ngàn năm trăm k bao ship là một cây sam ngọc đổ ôm chậu. Cái này về mình thay cho nó cái chậu mới nữa là ok luôn, trưng Tết luôn rồi. Sam ngọc rất là đẹp. Rồi vừa xin qua cây này luôn. Rồi bonsai Kim Sơn thân mày mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây linh sam đao điểm thành phẩm nha. Hò rất là xiên luôn và rất là thơm luôn nha. Đây nó đang đậu hò nè. Đó, hễ cái dòng này hễ càng nắng càng ấy là nó càng hò thôi, rất là đẹp. Thân lắc lượng luôn, thân lắc lượng chữ S luôn nha. Rồi cây này có mã số là 543. Cây này có cái hoành gốc ở đây là 25,
cây cao là 52. Đang nằm cái chậu đất nung 28 nhân cho 20 lọt lòng. Cây này mình xin giao lưu nhanh luôn, 2000k bao ship luôn chậu nha, giao lưu nhanh 2000k bao ship luôn chậu. Cái này là về là Tết là mình trưng luôn nha, Tết có hò luôn, rất là đẹp luôn. 2000k bao ship rất chi là mềm luôn nha, là một cây linh sam đao điểm thành phẩm. Cây khá là già, đẹp. Đây, nụ ho khá là nhiều luôn nha. Ho màu tím, khá là thơm. Xiên ho lắm. Mỗi lần nó ra là tím hết cả cây nha. Màu tím thủy chung luôn nha. 2000k bao ship. Rồi, vâng, xin qua cây này luôn nha. Rồi, Bonsan Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sam núi. Cây này là mình chưa biết giới tính nha. Nói chung là cũng khá là lâu rồi nhưng mà nó lại chưa có ra hoa ra trái cho nên là 50-50 nha cả nhà. Cây này cũng dạng gần thành phẩm rồi, cũng 80% chặng đường rồi. Nhưng mà cái cốt nó cũng rất là lực nha. Mót đầu luôn, cốt rất là lực. Đó. Rồi, cây này có mã số là 544. Có cái hòn gốc ngay chỗ này là 16, cái hòn ngay chỗ này là 18, hòn chỗ đây là 18 này. Đó, ở đây là 16. Cây cao từ mặt chậu lên trên ngọn này là 35. Đang nằm cái chậu men. Đang nằm cái chậu men. Men xanh nha, men xanh ngọc. Lọt lòng là 23. Rồi cây này mình giao lưu xét luôn là 3500k bao ship nha. Sam núi khai thác nhưng mà cây này cũng khá là chuẩn cây nha. Đó. 3500k. Bao ship luôn chậu rồi luôn. Tại vì thằng em nó chuẩn bị cưới vợ mà nó hết đạn rồi. Cho nên là nó nhờ Sơn hỗ trợ giúp nó một tay để mà ra cây này để cho nó có tiền nó đi hỏi vợ cả nha. À, nhà mình thương tình ủng hộ cho em nó luôn nha. Rồi, rước cây này luôn. 3500k bao ship. Là một cây sam núi. Chưa biết giới tính. Cây này cốt cũng khá là to nha cả nhà. 18 là thân cốt đặc như này là cũng khá là hiếm luôn. Đó, còn nếu mà nhà mình cứ đợi nếu mà nó ra ho. Nếu cây này nó ra ho thì mình ghép trái vô là ok luôn. Mình ghép ở các đầu cành này nè là ok luôn. Là mình có một cây sam núi trái. Cây cỡ này mà thành phẩm là cũng hơi bị nhiều đạn á cả nha. 3500k bao ship là một cây sam núi. Chưa biết giới tính nha. Nhà mình xem tham khảo thì ủng hộ cho nhà vườn luôn nha. Rồi mình có thể so sánh với cái long bi luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Rồi, Bonsan Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sam núi trái. Gần thành phẩm rồi nha. Trái luôn nha. Đó, trái nè. Nè, trái nè. Trái sam núi nó đu chùm chùm giống như chùm nho vậy. Rồi, cây này có mã số là 546. Có cái hòn ngay chỗ đây. Cái hòn ngay chỗ đây nè, cái eo đây nè. Là 17. Còn ở dưới đây thì nó sẽ to hơn. Cây cao là 28. Cao 28 nha. Đó. Đang nằm cái chậu là 35 nhân cho 29 lọt lòng. Chậu xi măng đúc. Mình gửi luôn chậu nha. Đó.
35 nhân cho 29 lọt lòng, cây đế rễ nôm trải luôn nha. Đó, đế trải rễ nôm. Đây. Chùm trái luôn này. Nè, trái nó còn lét đét luôn nè. Cây này thì nó có một cái chỗ đây nó bị lũ nha, nhưng mà không sao, nó rất là khỏe, rất là mạnh. Rồi cây này mình xin giao lưu nhanh 3.000k bao ship luôn nha. 3.000k bao ship. Sơn sẽ gửi luôn chậu nha. 3.000k bao ship là khỏi mặc cả gì luôn. Cây khá là to. Cái này về mình cho em nó cái chậu mới nữa là ok. Còn không em để luôn chậu này cũng được, không sao. 3.000k bao ship. Rất chi là mềm luôn. Bao ship. Cây khá là đẹp nha. Sam núi trái 80% chặng đường rồi. 3.000k bao ship. Cây cũng khá là to. Trái rất là đẹp, giống như chùm nho luôn cả nhà. Bây giờ vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi Mong Xoan Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sam núi khai thác. Cây này là chưa biết bông trái nha cả nhà. Đó. Cây này chưa biết bông trái nhưng cây này cây tầm cao quang nhân. Tại vì cái này mình có thể về mình ảo được nè. Nói chung là thân cỡ này mình ảo nhẹ nhẹ được nha. Rồi cây này thì cái hình thân nó bằng cái mặt dẹt của cái bút xó này thôi nha. Bằng cái mặt dẹt này. Đó. Chắc là cái đường kính cỡ tầm đường kính chắc cỡ tầm 1 1 rưỡi. 1 rưỡi đó cả nhà. Đường kính ở tầm 1 rưỡi. Cây này có chiều cao lên đến ngọn đây là 80 nha. Rồi cây này mình xin giao lưu nhanh là 300k bao ship luôn. Rất chi là mềm cho cả nhà mình sưu tầm luôn nha. 300k bao ship. Là một cây sam núi tầm cao thiên nhiên. Rất chi là mềm luôn, chưa biết bông trái nha cả nhà. Còn mình muốn trái thì về mình ghép trái vô thôi. Rồi giờ vâng xin qua cây này luôn. Rồi Bông Xoan Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm bằng lăng tím lá nhỏ, sống khỏe luôn nha. Cụm này nó dính ở đoạn này nha, còn ở phần này là nó không có dính. Nó dính cái rễ nó đưa vô trong này rồi đó. Nhưng mà khi mà mình trồng thì nó vẫn là liền cốt thôi, chứ ai đâu mà hơi ngày nào cũng ra mà lắc cái cây đâu. Rồi cây này có mã số là 548, có tổng hoành là 135, cây cao là 53. Bầu ươm hiện tại là 60 nhân cho 40 nha. Mình chọn chậu luôn. Cây này mình xin giao lưu nhanh dọn vườn là 600k bao ship luôn. 600k bao ship nha cả nhà. Là một cụm bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe. Cái này là về mình ghép tường vi cũng được, hoặc là mình để rinh cũng được, tùy theo thôi. Sáu trăm k bao ship.
cây có hang hóc lũa luôn nha. Rồi giờ xin qua cây này luôn. Rồi bonsai Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi quýt rừng sống khỏe. Form này nó giống như form tam đa nha cả nhà. Đây nó có ba cái thân chính này, 1 2 3. Đó, cái này về mình làm tay cành thiên nhiên cũng khá là ok luôn nha. Rồi cây này mình có mã số là 549. Có hòn tổng hòn là 57, cây cao là 48. Cái bầu đất hiện tại thì có tầm 35 nha, còn cái nằm cái chậu thì nó rộng hơn, chậu này 50 luôn. Cây này mình xin dọn vườn luôn, dọn vườn nhanh luôn, 600k bao ship là một cây quýt rừng. Form thiên nhiên, sống khỏe. Cái này mình giao lưu không chậu nha cả nhà. Cái này về mình có thể mình xén bớt cái phần rễ đây để mình vô chậu cho nó dễ hơn nha. Đó, xén này. Thân gần guốc luôn. 600k bao ship dọn vườn luôn nha. Quýt rừng. Rồi vừa xuyên qua cây này luôn. Rồi bonsai Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm bằng lăng tím lá nhỏ liền cốt sống khỏe luôn nha. Nó sống khỏe rồi, mình mới cắt ngắn lại á. Tại vì cái cành nó đã bị cứng rồi, cho nên là mình mới cắt ngắn lại thôi. Cây nó sống khỏe mình yên tâm luôn nha. Cây này có mã số là 550, có tổng hoàn là 125, cây cao là 35. Cái bệ rễ hiện tại là tầm 50, tại vì nó đang nằm cái chậu có tầm 60 á. Cây này mình xin dọn vườn luôn, 600k bao ship luôn nha. Cái này về mình dựng rừng trên thân cũng khá là ok luôn. Mình làm cụm rừng cũng khá là ok nha. Hoặc là mình phế lại lùng lực, mình cắt lại mình làm cây bonsai lùng lực cũng khá là ok. Bệ này là bệ liền. Bệ liền luôn nha. Dọn vườn luôn, 600k bao ship. Bệ liền khá là đẹp. Rồi giờ xin qua cây này luôn nha. Rồi bonsai Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm bằng lăng tím lá nhỏ liền cốt khủng. Liền cốt sống khỏe rồi nha. Cái này mà mình dựng rừng trên thân cũng khá là đẹp luôn nha. Bệ liền cốt luôn, lũ âm luôn nha. Lũ âm thân khá là đẹp. Rồi cụm này có mã số là 551, tổng hoành cụm là 193, cây cao là 65 từ mặt chậu lên trên cái ngọn này luôn nha. 65 đang nằm cái chậu xi măng nuôi là 95 nhân cho 60, mình giao lưu không chậu nha, 2500k bao ship luôn. Đây có lũ âm khá là đẹp. Cái này về mình làm rừng trên thân là tuyệt vời luôn. 2500k bao ship không chậu. Cụm này liền cốt khá là đẹp luôn nha, khá là to. Cái này về mình kiếm cái khay mình bỏ lên là ok luôn. Khá là nhiều hốc lũa nha. Khá là nhiều hốc lũa, rất là hàng hốc, rất là đẹp. Rất là cổ cái cây luôn. Cây này khá là cổ luôn nha. K bao ship không chậu. Là một cụm bằng lăng tím lá nhỏ liền cốt sống khỏe. Cái này về mình dựng rừng lên thân là tuyệt vời. Rồi giờ xin qua cây này luôn nha. Rồi bonsai Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị tàn rin thiên nhiên sống khỏe luôn nha. Cái này mình mới tút lá cho nên là nó hơi rủi lủi nha.
cây này về là mình đón lọc non luôn là ok luôn nha. Rồi cây này mình cũng dọn vườn luôn, có mã số là 552, cái hòn cái gốc đây nè là 46, cây cao là 25, tán rộng là 95, tán rộng mà từ đây mà ra ngoài kia là 95. Mình xin dọn vườn luôn, 600k bao ship rất chi là mềm luôn nha, chi tàn rất là già luôn, 600k bao ship là một cây cẩm thị tàn riêng thiên nhiên. Dọn vườn sáu trăm k bao ship rất chi là mềm luôn nha. Sáu trăm k bao ship rất chi là mềm luôn. Rồi vừa xin qua cái này luôn nha. Rồi Bonsan Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm cẩm thị phong thiên nhiên sống khỏe luôn nha. Cái này mình mới tuốt lá thôi. Cây này có mã số là 554, có cái hòn ngay chỗ đây nè, do nó nằm xét quá mình không có đo được, mình đo ở trong đây nè, quằn qua đây là được 70, cây cao là 44, tán rộng mà từ bên này mà qua bên cái đầu bên kia là 105. Cái bầu đất chắc phải tầm là 45. Cái này mình xin giao lưu nhanh là 700k bao ship dọn vườn luôn nha. 700k bao ship dọn vườn luôn. Cây này mình lên cái chậu nữa cũng khá là đẹp nha. 700k bao ship dọn vườn. Là một cây cẩm thị form thiên nhiên, sống khỏe. Đây, mặt này cũng khá là đẹp, mặt này là mặt chính nè. Bảy trăm k bao ship dọn vườn luôn nha. Rồi vườn xin qua cây này luôn. Rồi Bông San Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha, chúc cho mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Rồi hôm nay Bông San Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây hải châu khủng, hải châu lá trung nha cả nhà, trái khá là to đẹp. Cây này thì nó đã sống khỏe lâu rồi, mình đang nuôi tay nha. Cây này có mã số là 555, có hoành gốc, hoành ngay chỗ cái eo đây nè là 127, cây cao là 60 đến đỉnh đây nha. Cây này đang nằm chậu đường kính lọt lòng là 90 nha. Cây này khá là VIP, siêu khủng VIP luôn. Cây này rất là tương lai. Mấy đồ này rất là đẳng cấp nha. Đế nè, siêu đế luôn, mót đầu luôn nha. Cây này thì ở đây nó có một cái hốc lũ, nhưng không đáng kể nha. Cây to thì nó thường hay bị lũ nhưng mà không sao, bình thường. Ở đây mót đầu rồi, ở đây tình cành phóng ra. Cây này mà vài năm nữa là trở thành một siêu phẩm nha. Cây này mình giao lưu không chậu nha cả nhà. Còn nếu mà giao lưu có chậu thì đôi bên sẽ thỏa thuận sau. Rất là khủng. Tổng hoành là 127, cây cao là 60. Đang nằm chậu đường kính lọt lòng là 90. Siêu khủng luôn. Cây cỡ này thì mình không cần phải ghép lá nhỏ đâu nha. Cây này mình để rin luôn chơi nó mới sướng. Tại vì trái rin nó cũng khá là to, trái lá trung khá là to. Nói chung thì hải châu nó có khá là nhiều dòng, lá nhỏ, búp sen, lá trung, lá lớn. Lá lớn hay còn gọi là cây bớm gai á cả nhà.
Rồi mình xem tham khảo luôn nha. Nếu ông ý thì inbox cho Sơn theo số điện thoại là 0911470409 luôn nha. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của Sơn luôn. Rồi Sơn chân thành và hẹn gặp lại nhà mình ở video gần nhất luôn nha. Rồi bonsai Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị quái luôn nha. Cây dáng bạc phong quái. Cây này có mã số là 556. Có cái hình gốc ở dưới này là 70, cây cao là 55. Chiều rộng mà từ cái u này mà ra ngoài cái ngọn kia là 80. Đang nằm cái bầu ươm là 55 nhân cho 40 nha. Cây này mình xin giao lưu nhanh là 2200k bao ship luôn. 2200k bao ship là một cây cẩm thị. Form thiên nhiên, form bay thiên nhiên, cây rất là già luôn nha. Đây nè. Cây cốt khá là đẹp. Cây khá là ok luôn nha. 2200k bao ship. Cây khá là tương lai. Bây giờ xin qua cây này luôn. Rồi bonsai Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị quái luôn nha. Cây này dáng bạc phong quái. Nếu mà mình thích dáng quái thì mình để như thế này cho nó bạc phong. Còn nếu mà mình thích rừng bắt cầu thì mình để cho nó nằm lại. Đó. Tại vì bản chất cái cây này là cây nó nằm rừng. Đó, rừng như thế này. Này. Đó, còn nếu mà mình thích quái như thế này thì mình cứ để quái như thế này nha. Rồi cây này có mã số là 557. Hoành gốc là hoành ở dưới gốc là 100. Cái hoành ngay chỗ cái eo này là 67. Cây cao là 105. Cái bầu đất, bầu ươm hiện tại là 50 x 50 nha. Cái này mình vô chậu tròn mình trồng sâu chút xíu. Đó. Cây này sau này mà nó mà sống khỏe thì quá là tuyệt vời. Cây này mình giao lưu nhanh luôn. 5000k bao ship nha. Cây này khá là VIP. 5000k bao ship. Cây khá là quái. Lũ âm luôn nha. Lũ âm luôn. Cây rất là già luôn. Dáng bạc phong. Đây, nếu mà mình thích rừng thì mình lên khay. Đó, mình cho nó nằm lại. Còn nếu mà mình làm dáng quái thì mình để cho nó bay vậy luôn. 5000k bao ship. Này, phần đây là phần đế rễ nha. Rồi em xin qua cây này luôn nha. Rồi bonsai Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bằng lăng tím lá nhỏ, sống khỏe. Cây này có mã số là 563, có hoành là 45, cây cao 40. Bầu ươm hiện tại là tầm 25 nha. Cây này mình xin giao lưu nhanh là 300k bao ship luôn nha. 300k bao ship. Bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe. Form thiên nhiên. 300k bao ship dọn vườn luôn. Rồi bọn xin qua cây này luôn nha. Rồi bonsai Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị tiền rin thiên nhiên. Đang lọc non khá là đẹp luôn nha. Chì âm rất là già. Cây này có mã số là 565. Có cái hoành gốc là 20, cây cao 50, tán rộng là 90. Bầu đất hiện tại là 30. Cây này mình xin giao lưu nhanh là 700k bao ship luôn nha. Cái này về mình sang cái chậu nữa là ok luôn, quá đẹp. Tán rinh thiên nhiên khá là đẹp luôn nha. Tán thiên nhiên khá là đẹp. 700k bao ship, cây sống khỏe nha, mình yên tâm luôn.
Cây đang lọc non khá là đẹp luôn. 700k bao ship là một cây cẩm thị tàn riêng thiên nhiên. Rồi giờ mình xin qua cây này luôn nha. Rồi thông mời nhà mình ghé xem giao lưu củ thứ hai D2, củ đồng tiền hay còn gọi là củ bình vôi. Đây. Củ này cũng tròn đẹp. Rất là quái nha, cái này về mình lên cái chậu nữa rất là dễ thương. Đó, rồi bắt đầu nó cái vòi nó đây, nó ra lá đây tròn 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 nhìn hay lắm. Mình có thể tham khảo chi tiết trên Google nó có hết nha. Đó. Rồi mình sẽ báo kích thước của cái củ này. Củ này có chiều dài là 27, chiều ngang 25. Củ này mình xin giao lưu là 700k bao ship luôn nha. 700k bao ship. Củ này thì rất là dễ sống rồi. Nói chung là dạng củ thì nó rất là dễ sống. Nó có những cái nu nu theo thân thân củ cũng khá là hay. Nhìn nó giống như những cái con cóc á cả nhà. Rất là hay luôn. Mình càng nuôi là nó càng to lên thêm nữa. Rất là thú vị. Độc lạ luôn nha. Rồi giờ mình xin qua củ này luôn. Rồi giờ mình xin giao lưu kế tiếp có mã số là D4. D4 vẫn là một củ đồng tiền hay còn gọi là củ bình vôi. Đó, củ này cũng khá là đẹp nha, nó có cái vòi cũng khá là hay nha. Cái này mình cho nó leo lên một cái vàng mát cũng khá là đẹp. Cái lá của nó nhìn đẹp lắm, hò trái của nó cũng khá là đẹp nha. Đó. Nhìn rất là hay, ngộ, độc lạ. Rồi, củ này có đường kính ở đây là 26 nè. Cái này mình đo được là 30 nè. Củ này mình xin giao lưu là 900k bao ship luôn nha. 900k bao ship. Về mình chơi bonsai cũng khá là đẹp. Bonsai dây leo. Mình làm cho nó một cái khung tròn 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 tròn. Hoặc là mình muốn tạo cái hình thù gì cũng được. Cứ để cho cái dây nó leo lên là nó ra cái hình thù thôi. Ở mình gõ Google củ bình vôi. Đó. Là nó sẽ ra nhiều cái thông tin cho mình rất là hay. Và có nhiều nhiều người sáng tạo ra nhiều cái khung mà để cho nó leo cái này á, cũng khá là hay nha. 900k bao ship. Rồi em xin qua củ này luôn. Rồi em xin giao lưu kế tiếp có mã số là D5. D5 là một củ đồng tiền. Cũng khá là ok luôn nha. Đó, cái phần này là phần này là phần rễ nè. Phần này là phần đầu này. Đó, mình sẽ trồng đứng lên. Đó, rất là ok luôn nha. Rồi bây giờ mình đo cái củ này nè. Đường kính ở đây là được 30 nè. Chiều cao là được 25. Củ này mình xin giao lưu nhanh là 900k bao ship luôn nha. 900k bao ship rất là duyên luôn. Đây, ở đây được 30. Nhìn rất là hay. Mã số D5, 900k bao ship. Rồi giờ mình xin qua củ này luôn nha. Rồi giờ mình xin giao lưu kế tiếp có mã số là D6, là một củ đồng tiền hay còn gọi là củ bình vôi. Củ này nó có một cái hõm ở đây cũng khá là duyên nha. Đó, nó có thể tích trữ nước ở đây nè. Rồi củ này có đường kính là 28, chiều này mình đo được là 23. Củ này mình xin giao lưu là 600k bao ship luôn nha. 600k bao ship. Củ bình vôi 600k bao ship. Khá là duyên. Nó có những cái vòi khá là đẹp. Ở đây là phần lá nha. Ở đây là phần rễ nè. Đó, mình có thể mình trồng lại như thế này cũng khá là hay nha. Đó, nhìn nó cũng ngộ ngộ, độc lạ luôn nha. Rồi em xin qua củ này luôn. Rồi em xin giao lưu kế tiếp có mã số là D7. D7 là một củ đồng tiền khá là to. Củ này có đường kính là 30, cao là
cao cũng tầm 30 luôn. Cây này nó có hai cái vòi luôn nha. Đây. Mình có thể mình tra Google mình coi cái cách thức mà người ta chơi cái dòng này như thế nào nha. Nó rất là hay. Củ đồng tiền hay còn gọi là củ bình vôi. Rồi củ này mình xin giao lưu là 900k bao ship luôn. 900k bao ship. Mã số là D7. Rồi giờ xin qua củ này luôn. Kế tiếp có mã số là D10. D10 là một củ đồng tiền hay còn gọi là củ bình vôi. Củ này cũng khá tròn đẹp nè. Rất là duyên luôn nha. Rồi thì củ này có đường kính là 22. Có chiều cao cỡ tầm 16. Củ này mình xin giao lưu là 400k bao ship luôn nha. 400k bao ship mà mình sưu tầm đồ độc lạ luôn. Củ đồng tiền hay còn gọi là củ bình vôi. Rồi nhà vườn xin qua củ này luôn nha. Xin giao lưu kế tiếp có mã số là D11. Là một củ khá là to. Nhìn rất là hay luôn nha. Nhìn nó giống như một cái con cóc vậy. Cóc thiềm thừ đó cả nhà. Rất là phong thủy luôn. Đó. Rồi cái này có đường kính là 30. Cái này cũng 30 luôn. 30 hơn gì đó. Cây này, củ này có chiều cao là tầm 25. Củ này mình xin giao lưu là 900k bao ship luôn nha. 900k bao ship. Rất là duyên luôn. Nhà mình sưu tầm độc lạ luôn nha. 900k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua củ này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là D13. D13 là một củ đồng tiền hay còn gọi là củ bình vôi. Củ này nhìn nó na ná giống như một cái lá phổi vậy nè. Rồi đường kính rộng nhất là 33, chiều cao là 23. Củ này mình xin giao lưu là 700k bao ship luôn nha. 700k bao ship. Là một củ đồng tiền hay còn gọi là củ bình vôi. Cái này nó rất là hay, mình cứ để đặt trên mặt đất là nó có thể nó sống được rồi. Tại vì bản chất ở trong cái củ này nó tích trữ rất là nhiều cái chất dinh dưỡng để mà nuôi cây. Rồi giờ xin qua củ này luôn. Xin giao lưu kế tiếp có mã số là D14. D14 là một củ đồng tiền hay còn gọi là củ bình vôi. Củ này có đường kính đây là 25 nè. Chiều này là 20 nè. Chiều cao là được 23. Củ này mình xin giao lưu là 600k bao ship luôn nha. Rất chi là độc lạ luôn. Rất chi là độc lạ nha. Củ bình vôi hay còn gọi là củ đồng tiền. 600k bao ship. Rồi củ này cũng đã kết thúc luôn. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm thì cứ liên hệ số điện thoại 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn chân thành cảm ơn và chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn nha. Và nếu thương mến thì đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho nhà vườn luôn nha.